Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào hai ngày 28 và 29 tháng 6. Trước giờ gờ, các sĩ tử đều khá tự tin và sẵn sàng để bước vào kỳ thi quan trọng sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện. Chiều ngày 27 tháng 6, cùng với cả nước, hơn 14.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mặt tại 41 điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có, và nghe phổ biến quy chế lịch thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tất cả điểm thi đều đã bố trí sơ đồ phòng thi tại vị trí thuận lợi để thí sinh có thể xem, nắm bắt. Tại buổi học quy chế, thí sinh được cán bộ coi thi nhắc nhở, lưu ý về thời gian gọi vào phòng thi, thời gian làm bài, phải ngồi đúng theo số báo danh được ghi trên bàn. Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Đa số các thí sinh đều đến khá sớm để học quy chế và làm thủ tục dự thi. Nhiều sĩ tử bước vào kỳ thi quan trọng này với tâm thế khá thoải mái, mong muốn bản thân sẽ luôn bình tĩnh để đạt được điểm số mà mình mong muốn. Thời gian vừa qua thì em cũng đã chuẩn bị rất là kỹ về kể cả mặt kiến thức lẫn cả tinh thần, được sự ủng hộ của gia đình cũng như là sự hỗ trợ của nhà trường. Thì em có thể khẳng định là trong kỳ thi này em đã đủ tự tin và sẵn sàng để bước vào kỳ thi sắp tới đạt được kết quả cao nhất ạ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai có 14.861 thí sinh đăng ký dự thi, 14.246 thí sinh đang học lớp 12 và 615 thí sinh tự do. Được bố trí tại 41 điểm thi chính thức với 659 phòng thi ở 17 huyện thị xã thành phố. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí phòng thi dự phòng, điểm thi dự phòng và cán bộ giáo viên tham gia lực lượng dự phòng để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Quang Trung thị xã An Khê có 425 thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi đã được hoàn tất, sẵn sàng cho hành trình vượt vũ môn của các sĩ tử. Và chiều hôm nay là ngày em được các thầy cô giáo đến từ các trường khác, các cán bộ coi thi phổ biến các quy chế thi và các nguyên tắc trước khi mình vào phòng thi. Xong với đó, cùng với tất cả các kiến thức em đã chuẩn bị trong 3 tháng qua thì em rất tự tin và bình tĩnh để bước vào kỳ thi với kết quả cao nhất. Kỳ thi trung học phổ thông như một dấu mốc trọng đại của cuộc đời, nên nhiều thí sinh không tránh khỏi tâm trạng lo lắng hồi hộp. Tại buổi học quy chế và làm thủ tục dự thi, các thí sinh đã nghiêm túc lắng nghe cán bộ coi thi, những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, không được sử dụng hai màu mực và mực màu đỏ để làm bài thi, đến đúng giờ thi. Hôm nay chúng em đến trường để đăng ký thi. Trước kỳ thi thì em có ôn rất kỹ, nhưng mà tâm trạng em bây giờ đang rất là lo lắng và sợ nhất là môn nhân văn, để cố gắng hiện thực hóa ước mơ của mình. Là người đồng hành cùng các con trong kỳ thi quan trọng này, các bậc phụ huynh cũng có tâm trạng hồi hộp lo lắng. Rất đông phụ huynh sau khi đưa con đến nghe quy chế đã nán lại và đợi chờ các thí sinh. Đây là một kỳ thi quan trọng. Mình về với phụ huynh, mình không nên tạo áp lực cho con em mình. Tại vì nếu tạo áp lực cho con em mình thì nó vô tình nó sẽ gây ra cái tình trạng thi cử nó căng thẳng. Vì thế nên thì động viên cho con em cố gắng thi thật tốt để hướng ra một tương lai sau này. Cũng trong ngày 27 tháng 6, hơn 2.500 cán bộ giáo viên, công an, kiểm soát quân sự, trật tự viên, bảo vệ, nhân viên y tế đã có mặt tại 41 điểm thi ở 17 trên 17 huyện thị xã thành phố để nhận nhiệm vụ sẵn sàng cho kỳ thi. Đặc biệt, các đội hình tình nguyện tại các điểm thi đã sẵn sàng tiếp sức cho các thí sinh với các nội dung tư vấn tâm lý phòng thi, hỗ trợ xe ôm miễn phí, nước uống, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn an ninh tại điểm thi. Sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng sự cổ vũ tinh thần sẽ tiếp thêm động lực cho các sĩ tử. Với những kiến thức đã được ôn tập suốt thời gian qua, cùng những lời động viên từ gia đình, thầy cô, tình nguyện viên, mong các sĩ tử luôn bình tĩnh, tự tin để vượt vũ môn thành công.